Ok rồi, chào các bạn, mình là Subi đây. Hôm nay là mình sẽ cầm lại keo thần kỳ để vào rank thị chiến Orbital 5 tank bo. Sau một thời gian dài rất là lâu mình chưa tank bo nha các bạn. Úi xời ơi, lâu lắm rồi chưa leo lắc vì keo thần kỳ ấy các bạn ạ. Các bạn nhớ keo này không? Thì hôm nay mình quay trở lại tank bo với mục đích đó chính là mình muốn tank bo kết hợp thử nhân vật mới Cassie nha các bạn ơi. Thì mình sẽ không mang nhân vật Cassie nha, bởi vì nếu mà mình mang thì là sao mình dùng được đúng không các bạn? Thế nên là mình sẽ nhờ các bạn trong team của mình mang nhân vật Cassie, mang combo kỹ năng này nha các bạn ơi. Cassie, Tiva, Camilla, Olivia để hồi máu cho mình nha. Thì mình sẽ mang kỹ năng này nha, mình sẽ mang Sayne, Marcy, For, Olivia để tank bo nhá. Với cả là hiện tại trong rank thị chiến con có thể nhận được cả súng điện, súng ngắm điện ở trong hộp quà ấy các bạn ạ. Nên là mình nghĩ tank bo sẽ rất là bá đấy, nên là mình sẽ thử nha. Và đây là các bạn y tá Cassie hôm nay sẽ giúp mình tank bo, gồm có Park, Mi và Terry nha. Các bạn đó thì nó vào trận sẽ làm mọi cách để hồi máu cho mình ấy các bạn ạ. Còn mình chỉ việc cuốn máu với cả là kêu kỹ năng Sayne thôi. Ok, và để thích đồ của mình đừng quên cho mình xin một like về kênh và kênh bật chuông kính cho thông báo ra video nha. Và giúp mình lên 500k sub nha các bạn ơi, mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì vô trận thôi nào. Ô kìa, sẽ lại gặp Madlock sườn đầu tiên thế này. Trời, gặp Madlock sườn đầu tiên này hơi khó leo nha các bạn ơi, với cả là hơi thiếu thốn nữa chứ. Trời ơi, thì ok, bây giờ là mình sẽ yêu cầu các bạn trong team của mình mua keo cho mình nha. Và mình sẽ cố gắng là đi móc qua bên kia để leo lóc nha các bạn ơi. Và mong là các bạn này sẽ leo được theo kịp mình nha. Trời đất ơi, căng đấy căng đấy. Bên đó còn có cơ lũ nữa đấy các bạn ơi. Trời ơi, đã gặp nó sửng rao đầu rồi còn không được hồi bên kia chứ hồi sinh bên này ấy các bạn ạ. Và bây giờ là mình sẽ cố gắng là dẫn các bạn kia lên nóc cùng mình nha. Ui rồi, đây xử nó, ai ngáng được xử hết luôn. Ui rồi, thôi, một người xử thôi, hai người leo theo anh đi. Ok, bây giờ là mình sẽ lên lóc nha. Ui, mấy đứa con lẹ ở đâu ấy các bạn ạ. Ok, lên. Rồi, kịp không. Rồi, mong là có người leo theo được kịp mình nha. Sợ là kiểu mỗi mình lên thì coi như là kiểu không có Cassie ở bên cạnh thì hồi máu cho mình ấy các bạn ạ. Nên là thì nó rất là fail luôn. Tất nhiên là kịp rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới leo lóc nhưng mà trình độ leo lóc vẫn như năm xưa ấy các bạn ạ. Ok, uầy, có hai bạn Cassie leo theo được kịp mình này, được luôn. Trời ơi, tí nữa sẽ có Cassie bảo vệ mình nha. Nhưng bây giờ là mong boss sẽ đổi các bạn ạ, sợ là boss xấu thôi các bạn ơi. Mấy đứa team mình nó cũng leo theo này nhưng mà làm sao mà lên được. Trời ơi, uầy, chưa bỏ tí nha các bạn ơi. Kiểu bây giờ mình còn nâu không sợ ấy bởi vì là có bạn này bên cạnh cứu rồi mà. Úi giời ơi. cay chưa. Ui trời ơi, nãy lại một mạng. Trời ơi, bạn đến mức mà hết đạn luôn mà các bạn. Uầy, nước ba người này. Thôi để lại một người tí nữa là mình sẽ thử tank bo nha. Ôi bạn kia sao leo mãi không được vậy trời, đặt dễ lên vậy mà. Ơ kìa, bo đen thế nhở, lông tank bo gana phải thương cho cái bo đẹp xíu chứ. Chứ bo xa này không biết là có ổn không đây. Thôi nói chung là mình cũng sẽ thử tank bo với bo sai nha, biết đâu lại thắng được đâu các bạn. Còn hai Cassie đây cơ mà. Úi trời ơi, ơ kìa đừng để rút dây nào. Nói chung là round này mình không hy vọng thắng lắm ý các bạn ạ. Vừa round đầu vừa không có màu siêu cấp lại còn vừa bo xa này chứ. Úi dồi ôi, đúng là rất căng ấy các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ thử để xem là Cassie hồi máu cho mình sẽ trâu như nào nha. Ui bạn kia ngã xuống rồi chứ, còn mỗi một bạn Cassie hỗ trợ mình thôi. Đó bạn đã bắn cho mình kìa. Ui nói chung là cũng lâu hết máu phết. Ui nói chung là vẫn sống được lâu phết nha. Nhưng mỗi tội là bo vẫn xa quái các bạn ơi. Nếu mà bo là kiểu gần mình một chút nữa là kiểu gì mình cũng thắng rồi đấy các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn nè, máu nó vẫn hồi rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà vẫn thua. Round vừa nãy thua là vì đen thôi, tí nữa là mình sẽ làm lại nha các bạn ơi. Trời ơi, đáng lẽ là thắng round đầu rồi nhưng mà lại để bị thua ngược lại ấy. Kiểu như là một đứa lọt thắng cả ba đứa luôn đấy các bạn ạ. Chỉ vì Subi tay bo, nhưng mà thôi không sao, đó là đen một tí thôi. Tí nữa là kiểu gì mình cũng sẽ làm được thành công nha các bạn, bởi vì là mình thấy Cassie hồi máu rất là nhiều luôn ấy. Ui ôi, bắn lén cái này. Thua không hay rồi, cay thế nhở. Bây giờ bắn đang hoa để lật kèo thôi này các bạn ơi. Này này, ui ôi, từ bình tĩnh. Cũng có keo ở này. Ui dồi, ok, đổi hai quả keo lấy một quả keo nha. Ui các bạn Cassie này đi theo bảo vệ mình này các bạn ơi. Nói chung là không cần tank bo các bạn này vẫn rất đi theo mình, kiểu như là để hỗ trợ mình hồi máu các kiểu ấy. Trời ơi, đồng đội rất là tốt luôn nha. Một like. Này rồi không sao, mình rất là trâu ấy các bạn ạ, bởi vì là mình có các bạn kia đi theo bảo kê. Ui dồi, nó mà hai người này. Trời ơi, chết rồi, y tá chết rồi. Toàn rồi các bạn ơi. À đây. Này một đứa. Ok, đây nữa. Hai đứa rồi, có một đứa cuối thôi các bạn ơi. Hai đứa một kiểu cũng thắng rồi các bạn ạ. Bình tĩnh hồi máu đấy anh ạ. Hồi máu xong thì bạn kia cũng đi rồi. Trời ơi, không sao, nói chung là Subi sẽ làm được nha. Quả này không làm được thì đúng thất vọng luôn đấy các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng nhá. Ok các bạn ơi, bấm like thật là mạnh để cổ vũ mình fan này nào. Ok từ từ, nó sau keo kia đúng không? Bình tĩnh. Nào, bắn đây. Ui ôi, ui ôi, má cái keo mình nhỏ các bạn ạ.
giao tranh keo của mình rất là quá kêu. Đang tính nói là giao tranh keo của mình rất là bất lợi luôn, nhưng mà không sao, vẫn thắng. Được rồi, bây giờ là mình sẽ cố gắng lật keo để thắng nhé các bạn ơi. Sang trận mới của Tanh Bo lại nha. Trời ơi, bây giờ là đội mất Tanh Bo thì cũng hơi căng ấy các bạn ạ, bởi vì là cái map độc thủy điện Tanh Bo nó cũng hên xui lắm ấy, nên là tính nữa sẽ trận mới với Tanh Bo nó cũng thử cơ khí nha. Úi giời ơi, mà nó cứu rồi ý. Có keo thần kỳ mà thoải mái leo trèo ấy các bạn ạ. Ok, lên trên mái để ok. Trời ơi, leo như thế nhở. Ok, lên trên mái để mình sẽ bắn với các mờ nhá. Này đấy, ok kìa, hở đầu ngon thế mà. Ừ, sao bạn chết xìu rồi các bạn ạ. Trận này y tá hơi đi sai nhau một xíu, bởi vì là trận này quảng bắn tôi chứ trận này không có tập trung hồi máu nhiều ấy. Ui ôi, ui ôi, nó bị đã cắt glue này. Được rồi, bắn nhanh thôi nào. Ui dồi, yếu rồi này. Nào, mày chạy bằng mắt. Ơ, nó nhảy vào trong nhà rồi các bạn ạ. Bạn kia đi theo bảo kê mình ác luôn. Ok, rất cảm ơn. Úi giời ơi. Ui, thảo ơi các bạn ạ, cố lên. Các bạn thấy máu của mình không bao giờ tụt không? Bởi vì là có ba bạn Cassie rất là nhiệt tình đi theo mình. Thế này thì là sao mà hết máu được. Trời ơi, hết máu phải là các bạn đó lại bơm cho đầy ngay. Ok, thế nên là mình sẽ cố gắng là bắn thật là hay để gánh các bạn đó nha. Các bạn đó chỉ việc hồi máu cho mình thôi, còn việc bắn là cứ để phải để mình lo. Ừ, ok, còn hai đứa thôi này các bạn ơi. Ô, còn một đứa thôi này. Trời ơi, tính ra là chưa đến lượt bị xử lý đâu mà team mình cũng bắn được rất là ghê rồi này các bạn ạ. Ôi rồi, đúng kiểu như là y tá chứ là phụ tôi, kiểu như là bắn là chính. Ok, một đứa cuối cùng. À đây 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 đây, đây. Solo solo ơ kìa. Không sao, mình có thể được cứu một các bạn này mà, còn nó có một mình nó thôi. Ui rồi, này này ơi à. Này này, rồi cố gắng thắng luôn nha, không có thời gian nữa nào. Lên cổng trời mini này các bạn ơi, hay là mình Tanh Bo trên cổng trời mini luôn nhở. Chui tại vào cái nhà mai là cái nhà xe Tanh Bo cũng được. Đứa là kiếm chứ được tôi chứ mình là sao mà chui được to như khủng long này, sao mà chui vào cái nhà mini này. Ok, thì bây giờ là bàn thắng luôn nha các bạn ơi, không mất thời gian nữa nha. Ok, ủa, cái nhà xe bờ có cửa rồi à? Trời ơi, Free Fire có cửa ra các bạn. Ok, này 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 này, ui yếu lắm rồi đấy. Rồi để xem nào, cho quả lựu đạn này không đi mới lạ đây. Ai đi luôn này các bạn ơi. Ui con lựu đạn không cần khỉ luôn. Ui rồi, ok thắng luôn thôi nào. Rồi không mất thời gian nữa nha. Đang cứu hay sao ấy các bạn ạ. Ui dồi ôi, cứu làm gì rồi lại phải lốc mà. Cứu làm gì rồi lại phải ra sảnh mà. Nào 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 nào, giao tranh luôn. Không lo, bởi vì là cái y tá đi theo bảo kê mình. À đâu, có ai đi theo bảo kê đâu. đây rồi, có một y tá ở này các bạn ơi. Thôi, tụi mình thắng đi, bảo kê gì nữa. Tụi mình kiểu nhà thắng rồi. Ok, không sao, không sao. Vẫn thắng được, Subi say tá một tí thôi. Nhưng mà không sao, vẫn lo được. Ây, nào, nào, nào. Này, này, rồi, thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, trận này Tanh Bo hơi lỗi. Nhưng không sao, trận sau mình sẽ làm lại nha. Ủa, lại gặp lại team kia đúng không các bạn ơi. Thế thì lại phải xin một sao rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ quáng là Tanh Bo cho team kia bất lực luôn nha các bạn ơi. Nãy là chỉ là lỗi thôi. Mình không thể hết máu ở đâu các bạn ạ. À, bởi vì là các bạn y tá đi theo bảo kê mình hồi máu cho mình ầm ầm luôn á. Rồi, ok, chiến thôi. Tầm này thì mình cứ tụt máu phát là lại mình đầy ngay mà. Bởi vì là các bạn đó liên kết cho mình. Đâm đầu vào tướng cái này trời. Trời ơi, chơi game kiểu gì mà đang chơi lại đâm đầu vào tướng chạy AFK rồi. Triple kill nè. Xong round đầu rồi, bây giờ chỉ mong là ga nào cho mát lóc xưởng để Tanh Bo thôi nào. Chứ nãy cái trận trước cho lóc xưởng đầu tiên thì hơi khó Tanh Bo ấy. Ui ôi. Nói chung là mình không thể hết máu đâu các bạn ạ. Ba sợi dây liên kết vào mình cái này trời. Các bạn biết gì không, lấy cái hồi phục mà. Nên là mình không thể là bị nốc được đâu. Này này. Đấy các bạn thấy chưa, máu mình vẫn đầy nguyên đấy các bạn ơi. Không thể hết được, không thể hết máu được. Trời ơi, nó là sao mà bắn được mình, nó là sao mà làm mình hết máu được. Ấy rồi, đây. Ui ôi, bù mắt. Ui, không hết máu được đâu, Đấy, vẫn full cầy các bạn ạ. À đâu, chưa full. Cả team mình đi chung hồi máu Cassie này chắc là bất lực làm đấy các bạn ạ. Với cả là team mình, cả team mang Olivia nữa nên là chia sẻ máu cho nhau ấy các bạn. Với cả là Olivia hình như là sẽ giúp mình hồi máu được cộng thêm 3% hay sao ấy. Hình như là thế, nên là tí nữa mình thử Tanh Bo để xem là có nhiều máu không nha. Ok, thì bây giờ là mình đẩy thẳng lên nhà L để xử tiếp địch luôn nha các bạn ơi. Nào. Đây. Một đâu. Úi xổi ôi. Quả này không bốn không hơi phí đấy các bạn ạ. Ua về hồi máu này. Ngon luôn. Từ. Đưa bạn này cầm hộ, tí nữa bạn đó sẽ bật cho mình nha. Đó là chung là mình chỉ việc cuốn máu thôi các bạn ạ. Tí nữa việc hồi máu các thứ để cho team mình lo nha. Với cái hồi máu kiểu như là bắn mình hồi máu này, còn hồi máu bằng Cassie này, hồi máu bằng UAV này, hồi máu bằng súng điện, các thứ để cho team mình lo. Đấy. Ok, 3-0 này nè. Ok, mau ra cuối gặp lóc xưởng. Ủa, không ra lóc xưởng đấy các bạn. Ủa, giờ để ý là team địch là không kill luôn kìa. Ok, thì
bây giờ chắc là mình sẽ nhường vài ra để mắt nó sưởng ra nha, hoặc là mắt nào đó tanh bo được. Nhường đến ra thứ hai giờ mà không có nóc sưởng rất là phí luôn nha, rất là khóc luôn nha. Nào, nóc sưởng đi, nóc sưởng. Ui ôi, đợt thủy điện đấy các bạn ơi, cũng được. Ừ, mình nghĩ là cái bài cũng tanh bo đấy các bạn ạ, mong là bo độ. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ lên kế hoạch để lên trên nóc để tanh bo nha các bạn ơi. Ê mọi người ơi, cho anh máu đi, cho anh máu trong tình nước cuồng, leo theo cùng nha. Ok, lên nóc thôi nào các bạn ơi. Và mình sẽ đặt kiểu dễ leo một tí cho các bạn trong team của mình leo nữa nha. Không là mỗi mình lên trên này là toàn đấy các bạn à. Không có cái gì hỗ trợ là coi như xong đấy. Ok, và mình có thể nhảy bắt chéo qua đây này. Úi xời ơi, Gana không chặn bên trái, thành ra là có thể nhảy bắt chéo được đấy các bạn ạ. Nên là không cần thêm một quả kéo ở đâu. Ui ôi, trời ơi, đấy cả mình luôn, không sao vẫn đầy máu đấy các bạn ơi. Trời ơi, rơi lấy kiểu Cassie bá đạo quái các bạn ạ, nên là mình không thể hết máu được. Bo khá là đẹp đấy các bạn ơi, tuy là không phải chiến đấu hẳn đâu nhưng mà mình có thể chấp tình mình một xíu bo cũng được, bởi vì là mình nghĩ với hai bạn Cassie hồi máu cho thì mình nghĩ là không thể hết máu được các bạn ạ. Đáng lẽ là có ba bạn đấy nhưng mà một bạn bị ngã rồi ý. Trời ơi, ok, tanh bo cân bổ luôn đấy các bạn ơi, được. Rồi đặt quả keo đây đi, đúng rồi, hay, chuẩn luôn, rồi, hai sợi dây liên kết, đang liên kết mình này các bạn, ui ôi, cảm ơn nha. Trời ơi, bây giờ tính ra bo đốt máu nhà mình lại đầy cây này các bạn ơi, trời ơi, thế này tanh bo không có kiểu đốt máu được trước rồi, bởi vì là kỹ năng Olivia với cả là kỹ năng Cassie các thứ bắn máu mạnh quái các bạn ạ. Ui ôi, vẫn đầy cây nè, ui bất tử luôn mà, trời ơi, ui không sao ra có lửa chảy này, trời ơi. Súng ngắm điện nữa mà. Ok, tanh bo thành công đấy các bạn ơi, cân bốn quá bá đạo luôn. Trời ơi, mình vẫn bất tử luôn nè. OB45 là thời đại tanh bo kêu với Cassie đấy các bạn ạ. Quá mạnh luôn, quá trâu luôn. Ok, và các bạn thấy mình tanh bo như nào, đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký nhật thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video theo nhá. Bye bye.